Xe đạp MB xin chào mọi người. Cũng như thường lệ thì thay vì giới thiệu những mẫu xe thể thao Nhật Bản dành cho nam thì hôm nay mình sẽ chen vô, mình giới thiệu một chiếc xe Nhật Bản dành cho nữ cho nó khác biệt một tí và nó đa dạng hơn cái sản phẩm của bên mình. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem chiếc xe mang thương hiệu Breton. Dòng xe này là nó sử dụng cái dây Cura chứ nó không có sử dụng xích giống như những xe thông thường. Màu sơn của xe này thì nó là màu sơn zin nha, nó chưa có giảm tuyết bất cứ chi tiết nào cả, cho nên là nó sẽ có một lấm tấm một vài cái chi tiết trầy xước nhỏ nhỏ như ở trên video mà mọi người đang thấy. Thật ra thì sau này những xe Nhật Bản mình hay có giảm tuốt lại màu sơn để nhìn cho nó mượt mà hơn, nhưng mà đối với cái chiếc xe này thì mình sẽ không có giảm tuốt, do là cái màu sơn zin mà được như thế này thì nó đã rất là đẹp rồi. Về cái phần truyền động của xe này thì nó sử dụng cái dây Cura thay vì xích, và sẽ có rất là nhiều những anh em cùng một cái câu hỏi mà mình nghĩ là ai cũng thắc mắc, đó là người ta sẽ hỏi cái dây Cura này nó có sử dụng bền hay là không, và khi hỏng rồi thì có thay thế được hay không. Trong video này mình sẽ xin phép trả lời cái câu hỏi này cho anh em, đó là cái dây Cura này nó sử dụng rất là bền, nó mượt lắm, nó mượt hơn xích rất là nhiều, và nó không có phải tra dầu nhớt vào cho nên là nó cũng rất là vệ sinh. Thêm một cái nữa là cái dây Cura này nếu mà bị hỏng thì ở những nơi khác có thể là họ không có cung cấp, nhưng mà đối với chỗ của mình thì ai mà mua xe của mình sẽ hỗ trợ tìm kiếm phụ tùng, hoặc là cái dây Cura này thay thế mình vẫn có thể hỗ trợ tìm kiếm được, không vấn đề gì cả. Ở phía trên cái dây đô mô tăng này được cấu tạo bằng inox và nó có cái tai vặn mang thương hiệu Shimano. Tai vặn này ứng với 3 tốc độ số của cái đùm phía sau. Cái đùm phía sau nó có 3 tốc độ số âm ở bên trong. Phía bên kia ghi đông á, là bên tay trái nó có cái chuông lắc, nhưng mà cái chuông nó bị hỏng rồi và không có còn sử dụng được, mình báo rõ để anh em biết như vậy. Phía trước thì nó sử dụng phanh hàm nhôm 3 miếng và đùm xe phía trước nó đóng vai trò là dynamo phát điện, nó sẽ cấp điện cho cái đèn led cảm biến ở phía trên. Đùm phía trước này thì nó mang thương hiệu Breton, độc bộ thương hiệu với xe này. Về cấu tạo phụ tùng thì xe này nó có cái vành điện inox, cam inox, ba gai inox, dạ inox và cái ghi đô vô tăng cũng là inox zin theo xe. Chỉ có cái rổ á, là loại mới mình lắp thêm vào, cái rổ thì không phải là rổ zin. Đùi dĩa của xe này được cấu tạo bằng nhôm và đây là ngoại hình phía bên còn lại. Xe này nó có cái khóa truyền, tức là khi mà mọi người khóa cổ ở phía sau, tức là khi mọi người khóa ở phía sau thì cái cổ xe phía trước nó sẽ khóa theo. Để mình thao tác thử cho anh em xem cái nguyên lý hoạt động của cái khóa này là nó như thế nào. Khóa này là khóa zin của hãng xe Breton luôn, chứ không phải là cái loại khóa mới. Trước khi quay cái khóa thì mình sẽ quay đến cái phần đèn phía trước này cho anh em xem. Đèn này là đèn led cảm biến, tức là khi mà di chuyển trong nơi mà có môi trường sáng thì đèn nó sẽ không phát sáng, tại vì phía dưới cái đèn này nó sẽ có con mắt cảm biến ánh sáng, nếu mà có ánh sáng rơi vào thì nó sẽ không có phát sáng. Mình vừa lấy tay mình che cái con mắt cảm biến nó lại thì mình thao tác của mình xoay bánh xe, đèn xe nó đã phát sáng rồi. Đó là đèn led chứ không phải đèn dây tóc. Còn đây là cái ổ khóa phía sau mà mình vừa nói, nếu khi không mà mọi người gạt xuống khóa như vậy thì sẽ không phá được, mà mình phải bóp nhẹ vào cái nút ở trên cái cần gạt thì mình mới khóa lại được. Và khi khóa lại rồi thì cổ xe nó sẽ khóa theo. Nguyên lý hoạt động của cái này thì nó cũng khá là đơn giản, vì cái ổ khóa phía sau nó sẽ có một sợi dây cáp. Khi mà mình thao tác mình khóa cái ổ phía sau thì dây cáp nó sẽ rút đến cái cổ xe phía trước và làm cái cổ xe phía trước bị đơ cứng. Khi mà mình mở cái ổ khóa phía sau thì cái dây cáp nó sẽ nhả ra và ổ khóa phía trước nó không còn hoạt động, cho nên là cổ xe nó sẽ hoạt động bình thường. Video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em có quan tâm thì cứ alo cho mình. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.